11 trận phong chiến đi tiền. Em thấy con xe lên Hải là em nhìn thấy đúng hơn. Em thích cái đấy hơn là đống xe. Không có cho cơ hội có thể kém là để hòa may mắn. Ý ông là như thế thôi. Hòa may mắn ý, ông nhớ do đến rồi. Sau ấy, em mua thì em nhớ là có một người nữa, 2/3.
3 thì 4. Nhớ nhá. Chú gọi con nhầm không? Chú gọi con nhầm không? Vâng, chú vào tắm năm đi. Không, cháu đang ở xa, chú vào tắm năm cửa hàng cho con. Chú lấy cái ấy về thì đưa nó đi. Anh đánh hơi nhịp thôi, giả của anh. Giả của anh. Chắc anh nhỉ? Ông bảo riêng anh em là 40 nước không ăn cây, không phải là hòa nhá. Vâng ạ. Mình có cái... không đã trở về. Không có mạng đi nhà. Tôi tưởng là em thể thao là có luôn. Có. Máy ra đây. Máy ra không được gì đâu. Mít thì đang hòa một điều mày có cạch cứu không? Ông tưởng mà là cơ tuổi cha tấn ông ý như máu me be bét luôn rồi cá vừa đầu thì có mày có sự bảo cơ tôi không tấn con đi tất nhiên là này đừng để lắm tôi lo mình là ông bạn luôn cơ chết
Nó tiêm 3 năm rồi đã. Tôi gặp khó cho phá. Quay một mặt cái mẹt rồi. Hiểu cái kiểu. Đến lúc mà. Hiểu cái kiểu. Hết giờ rồi. Tình cảm thấy chưa. Anh hiểu chưa. Chứ còn nữa là bình thường thôi. Người ta vỡ mặt rồi. Ôi dồi ôi. Dầm cho mẹ mình đéo gặp sổ 1 cờ. Nó đang lợi hai chục rồi. Đó là nhạc. Tao ghi sổ. Thằng này. Mày ông ấy. Hôm nay nó chạy chứ không phải ông này mới cả một thằng nữa ghi nhau bởi vì không phải đối thủ, không phải là không phải chịu không cái áp sát lực khí. Không phải chịu cái áp lực như kiểu những đối thủ nó với tôi chứ ông có đối thủ với tôi thường ra trận gặp bố biết chắc là bố nó không chém chết ông rồi ông cứ múa thoải mái đúng không mà nó không dây mơ nhân hạ thì chỉ một phát quay đầu không biết là đúng không chứ con hỏi những đối thủ của tôi đối diện với tôi cờ thế là đúng rồi cái này ông đấy mày đâu với ai nói với tao bao giờ tao chưa bao giờ đấy một người không không có không chém chết ông một mình không biết đâu không được chém không không nó bị thắng đấy đến lúc lên đại loại là ông này nó nghi thế mày cái tóc to luôn mày rồi hả à? 15 đi ấy chỉ có việc là nhắc kỳ thủ đánh xong đứng dậy thôi, không cầm cờ. Không cầm cờ xong thì hạ hai mắt quận cờ. Sao Ninh, Nhìn, Sao Ninh. Anh nhanh sau anh. Mẹ sáng nay nó thịt tôi.
thì không sao. Hả? Đúng rồi. Sáng nay cụ thằng Kem cụ đến. Cụ đến lúc 9 giờ 15 cụ bảo mời 9 giờ và mời cụ thua 01. Cụ thằng Kem chuyên gia được mua. Bao nhiêu giải còn thế? Ngay là không đến mua. Trong danh sách của tôi là tôi không thể là Kem đâu, là tự nhiên là đến mua. Tôi biết từ quà. Kinh nghiệm như sao? Cụ đánh ở quán tôi mấy năm dòng thì lửa tiếng thì mới to được. Chút hai anh em cụ thế nên rồi cụ vẫn gọi nó có hút. Cụ đi nước xong ra vào đĩa mì nó có hút, cụ ăn xong rồi tiếp nước thứ hai. Không thường nhưng bạn thấy nó to. Không thường thôi, không phải vấn đề. Cả nước xong anh không được quyền nói đâu, nó nhã. Đề vi thủ lệ đấy à? Giờ đắp nhau ở đây thủ lệ. Giết hại không biết bao nhiêu con người ở đây. Cặp đôi này.
tài ơi. Mưa trọng tài. Anh thắng. Chân thắng ạ. Công ta, con chung chúng ta. Châu đã xong chưa? Mấy tuổi rồi? Hả? Hai điểm. Hai văn hoàn. Thì liệu có dinh được cút không? Tay hoàn giúp cam của tao. Quay cam. Full HD đây, tối về up lên YouTube. Đưa lên diễn đàn là xem được hết. Cười nhanh thì mới hấp dẫn, cẩn thận chậm chán. Ta ban kìa. Mày không phải hỏi kết quả hả? Ông đi thua thì ông không gọi ông Tài đâu. Đi một mạch ra ngoài cửa luôn. Thế tôi lại có đập đềm không? Mày ông lo đâu, không kia đi. Đềm không? Có đồng đếm cái đã lại một tí rồi. Đềm không? Đầu lâu 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 lâu
hay nhỉ, mẹ con đánh hay đấy. Vâng, đứa này con rồi. Mấy điểm rồi? Tốt. Rất dẻo. 8 giờ, mai 8 giờ đánh. Không có sao giết kìa, mai 8 giờ đánh. Bảng vô địch, tao không làm việc bọn bảng nữ. Bọn phụ nữ phụ lão nữa. Đấy, tao nói không biết làm gì. Mặt chó này. Chích chích 3 điểm. Ôi giời, ôi giời, lại sau ván 3 rưỡi mà xem. Thuộc lắm. Cái loại 3 ván 3 điểm rồi. Cái loại ý rồi lại 6 ván 3 điểm. 9 ván 4 điểm rưỡi. 20 trên 35. Thầm cỡ rồi. Thế là bọn nó chỉ có được tịch 35 đến 37 đây thế rồi. Tức là không ở có giải mà kể cả đánh đồng đội, nếu chẳng may được tham gia thì được góp vị trí cuối cùng và đồng đội đứng hạng tư. Người đây thì cho đồng đội 3 hạng. Đen, đen, đang là người cộng sát lên nhiều. Mà đây là toàn dẫn đầu. Sơn đưa sơn vào phát được cái làm đôi. Anh bảo ăn cay. Ấy ổn đâu nhỉ? Quay trên nào, trên nào. Quay hai nơi luôn. Quay nơi là 1, 2. Anh nhìn gọi anh đi nhá. Không có nhìn đấy ạ. Xem không? Hai nào. Thank you.
nhìn kết quả chưa? Giờ rồi. Quá dài. Nhiều. Pháo hai về đấu đầu trận đấy.
Phòng 2 vì thấp à? Đi phòng 9 thôi luôn. À phòng 9 hay hơn à? Thế để giải sau. Lời này thế là được. Giải sau thì sẽ thu phòng 9. Không phải chỗ đấy trông ngon quá rồi ông ạ. Ông làm béo còn con giúp viên mà ông vẫn giúp viên đâu mà ông. Nhưng mà chỗ đấy quả thật là trông ngon quá rồi anh em. Anh em bây giờ là lưỡng tam chiếu. À. Lưỡng tam chiếu quá nhỉ. Lưỡng tam biển. Anh em có tài về thôi nhưng mà anh em có vẻ vẫn đỡ được đúng không? Không kể cho anh bằng quân. Cây là tốt luôn. Đứa phần bỏ tướng thì sao? Được. Sủng hòa ngay. Đánh mãi với thằng cờ không một đống gì. Bắt ăn giò rồi. Không phải. Đéo cây đi. Đỡ chạy không thì phát thời gian, người đánh thời gian, người chết mọi người đều. Chạy cờ thua. Cờ thua tôi chói này đến lúc chết đi được đâu. Đéo đi được, lúc đây đang bóp cò luôn gì luôn này. Anh Nhung Nhích tôi bóp cò ngay, anh hiểu không? Anh Nhung Nhích tôi bóp cò ngay. Con pháo này độc này, pháo tốt chói hai. Chỉ có pháo lùi thôi, không xuống các bạn. Cứ đi con này bỏ mạnh, cứ đi tốt. Chết. Ừ, một lúc nữa ai đánh chết ngay lúc nữa chết bên này đó thấy không anh thấy không trông trả sát à trả sát à gọi là vui bạn đây đã thượng tướng mà giữ đó bạn cười đánh mẹ nghiêm hết à nghiêm bạn tới đây được người ta không bắt nghiêm bạc ta không bắt ta đi vào gần đã mà đi cho sướng anh ơi giải này chia cho anh nửa nhá hả cho anh chung nửa còn có 10 giây đấy anh làm cái kia rồi em đã xin phép anh cái giải này rồi anh buồn cười nhỉ anh được cười trước rồi anh chỉ đi được một con đường em có cả cá độ đúng chất. Mình bắt cái mồ voi nó mồ voi khả năng bị đánh trắng ấy nhỉ. Được cờ nhỉ. Nó bung vét cái ba cái quần quại linh tinh. Được quấy rồi. Nó có xa rồi. À chiếu à, anh em chiếu vào. Anh em chiếu thì khởi tịt. Cười tịt. Hiểu. Chứ ai đánh chết anh em mình không? Ở đây ai đánh chết.